Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video này vui vẻ nha anh em ơi. Và ở cái video này thì Khải đang định sâu đồ một cao thủ top 1 liên đấu ở cái tháng vừa rồi, liên đấu tự do cho anh em xem. Đây là một cao thủ Thiên Vương Bang nha anh em. Anh em cùng xem sơ qua thì anh này đạt thành tích ở server này rất là nhiều hiệu ứng, như là môn phái cao thủ Thiên Vương Bang đang giữ cho mình top 1 Thiên Vương Bang. Đó. Và vừa rồi thì anh ta liên đấu thì liên đấu đây. Liên đấu tự do, đơn đấu, liên đấu, đây xếp hạng tự do thì anh ta được cho mình top 1. Đó, top 1 anh em. Thiên Vương Bang anh em ơi. Đó, top 1 liên đấu. Và Khải sẽ sau đồ thử anh ta đồ như thế nào và đang sở hữu cho mình top 1 liên đấu ở cái vòng tháng vừa rồi. Thì chúng ta cùng chiêm ngưỡng xếp đồ của thần trì bá vương một ạc thiên vương trì thiên vương bang thiên vương đao nè thiên vương đao. Ok, chúng ta cùng nhìn sơ qua thì ạc này đang sở hữu cho mình là hai kỹ năng vốn có, là từ vần trăng nhất kỹ trên đầu và một cái phi phong kỹ năng vốn có dán xe bao. Thì hiện tại ạc này chắc chắn cũng đang sở hữu hai kỹ năng vốn có, cũng tương đối giống như mình luôn đó. Mình cũng chơi khô máu hai kỹ năng đánh cho nó khỏe nè. Rồi hiện tại được coi thử nhìn sơ qua xếp đồ đầu tiên thì thấy ba món vàng này mà, ba món vàng rất là tuyệt, rất là tuyệt vời. Chúng ta cùng xem một cái nón 30, phòng thủ lấy 30, sinh lực trừ 32 điểm. Thì với Thiên Vương Bang thì đánh liên đấu thì cũng khá là cần phòng thủ nè, mà cái nón này đi với Thiên Vương Bang thì quá tuyệt vời. Tiếp đến là cái nón này ở server thì hiện tại Khải nghĩ nó phải tương đối khoảng hơn 2 triệu nè, hơn 2 triệu rưỡi cái nón này mắc. Khoảng 2 triệu rưỡi, có thể là 3 triệu. Đó, thì tùy giá nó tầm 2 đến 3 triệu cái nón này. Tiếp đến chúng ta sẽ coi cái áo. Một cái áo cực phẩm 50 đường quốc. Trời ơi, cái áo này quá tuyệt vời Thiên Vương luôn em ơi, quá tuyệt cho Thiên Vương luôn. Áo cực phẩm đỉnh quốc thì cái áo này thì chỉ có đua top thì mới có thôi nha anh em. Đua top băng hội, đua top cá nhân thì mới sở hữu được cái áo này thôi. Nên là cái áo này cũng dạng như hàng hiếm server nha anh em. Chỉ có là áo này gọi là áo đầu tiên server ấy. Áo này áo đầu tiên server ấy. Được rồi, hiện tại server đã gần 3 tháng rưỡi rồi. 3 tháng rưỡi rồi thì Khải nhớ không nhầm áo này áo đầu tiên cực phẩm nhận từ đua top ra. Cái áo này thì Khải không biết giá bao nhiêu, nhưng mà theo Khải dự định cái áo này cũng chắc chắn sẽ hơn 2 triệu. Khải nghĩ áo này chắc chắn sẽ hơn 2 triệu. Nó sẽ thua cái nón một tí thôi, nhưng mà nó là mang ngay mát cực phẩm nè, nên là giá nó hơi là chát, rất là chát. Rồi 50 200 sinh lực quá đẹp. Tiếp tục chúng ta cùng xem thử bao tay. Hiện tại đang sử dụng mình bao tay 49, một bao tay 49 làm chậm 49 gia truyền. Mộ truyền kháng cả 11, kháng hỏa 19. Một cái đao. Một cái đao khá là tuyệt vời do Thiên Vương đao luôn em ơi. Một cái đao đạt móc bằng sắt 73 và có cho mình thêm dòng kháng hỏa và 59 sát thương. Quá đẹp. Cái đao này thì vào chém thì khỏi mà chạy luôn em ơi. Chém chỉ có nước mà đứng đơ mà thôi. Thiên Vương đao thì chém tỷ lệ chính xác của nó cũng khá là cao. Đếm chém vào người thì gây hiệu ứng đơn người khá là tốt. Tuy rằng đam nó hơi thấp. Nói thì, nhiều anh em không biết chơi Thiên Vương Bang chưa. Chơi Thiên Vương Bang thì theo như Khải biết thì Thiên Vương Bang mà đỡ về cái dựa cái đam á, đam kết thúc đối phương nhanh thì chỉ có Thiên Vương Trì thôi. Thiên Vương Trì có 2-3 thì kết thúc đối phương rất là nhanh, nhưng mà cái độ giữ chân thì nó không giữ được cao cho lắm. Còn đi về cái phần đao như thế này thì độ chính xác rất là cao nè, giữ chân đối phương rất là tốt. Tuy rằng cái lượng đam nó không được cao bằng Thiên Vương Trì, nhưng mà nó đánh đao như thế này thì tỷ lệ chính xác rất là cao, đánh làm cho người đối phương giật mà không thể nào di chuyển ra ngoài luôn á. Đi con bông tiêu nữa, quá tuyệt vời. Nhớ không làm thì con bông tiêu này ở phần thưởng công thành chiến đầu tiên server chiếm phần tường. Và cái con bông tiêu này anh ta đấu giá cho mình là 28 triệu 5 nha. Cái con bông tiêu này là công thành chiến 28 triệu 5. 28 triệu 5 con bông tiêu này. Tiếp đến một cái đai lưng đồ này quá đẹp. Đai lưng kháng hỏa 25, sinh lực cao. Dây. Một đôi giày kháng lôi 19, tốc độ 40, mát pin cho Thiên Vương Bang luôn. Đi trên ngựa mà kèm theo con bông tiêu nữa thì kiểu này mà chém chỉ có nước đơ người thôi em ơi. Đừng nói mà chạy nha, đừng nói mà chạy nha em ơi. Đừng nói mà chạy nha. Kháng hỏa 20, kháng hỏa 19 sinh lực cao. Hai cái nhẫn khá đẹp, sinh lực 117, sinh lực 124. Một ngàn bò 540. Tính ra thì set đồ này đang có cho mình đặt móc 80 làm chậm. Đặng móc 80 làm chậm và lượng kháng hỏa khá là đều, khá là cao. 20 này, 19 này, 25 này, 19, 11 này, 19 này. Lượng kháng hỏa khá là cao luôn. Tầm này thì có thể bèm nút luôn cái bàn đó nè em ơi, không phải đơn giản đâu. Nên là đang top 1 liên đấu là anh em đủ hiểu rồi. Rồi, một đôi giày như thế này cũng ok, quá đẹp rồi. Chung thì tổng set đồ này khá là đẹp đó nè.
nhìn vào này anh em thấy thèm nhất đó là con bông tiêu, bảo đảm cho anh em luôn, con bông tiêu này là con bông tiêu đầu tiên server, vì hiện tại đang sở hữu là con tiêu vĩnh viễn đầu tiên server, không có con thứ hai nha anh em ơi, chưa có con thứ hai vĩnh viễn ở server này nha, chỉ có những con thời hạn như là thiên tử mà thôi. Đó, con này anh ta đấu giá 28.5 thì quá tuyệt vời rồi. Được rồi, nón này tầm 2 triệu rưỡi đi, áo này tầm 2 triệu, tương đối thôi nha anh em ơi, còn có thể mua hơn. Hai món này tương đối, gặp lại bông tiêu là ba mấy triệu, mấy cái gia truyền này cũng khá là rẻ thôi. Đao này khá là đắt, đao này thằng người cũng có giá đấy, không rẻ đâu. Nếu mà ai mà chơi thiên vương đao thì cái đao này chỉ có thể mà chạy giải mà thôi. Nhẫn thì hai nhẫn khá đẹp, sức lực cao, ngọc bội này khá là tiền ấy, ngọc bội này bèo lắm cũng 20 kim, nó cũng nằm giá khoảng tầm 1.5 triệu nè, ngọc bội này khoảng 1.5 triệu, chịu hơn quay đầu ấy, không biết đâu, tuy sinh lực hơi thấp mà được cái hiệu ứng khá đẹp. Những cái ngọc bội mà làm chậm 40 dòng 1 như thế này thì ở server này đếm trên đầu ngón tay anh em, cao lắm là khoảng tầm 10 đến 12 cái thôi nè, server gần cả 500 người chơi, cả ngàn người chơi, nhưng mà cái ngọc bội này cũng dạng như hàng hot đó nè, hàng hot đấy. Rồi, nói chung bao tay này thì Khải nghĩ nó khoảng tầm vài trăm nghìn, khoảng cao lắm là 10 kim, khoảng 700 nghìn đến 1 triệu, bao tay này Khải nghĩ tầm giá đó này. Có thể mua hơn thì Khải không rõ. Đó, mắc nhất vẫn là cái nón, đến cái áo, bao tay, ngập bội, khá tương đối. Rồi, chung thì anh này cũng khá là ok anh em ơi, thiên bang khá là khủng server. Ngồi trên top server thì anh ta hiện tại cấp 100 mấy rồi, thiên vương bang cấp 112. Có vẻ là đang hạng mười mấy, 15 server. Đang hạng 15 server nha nè. Hạng 15 server. Quá đẹp luôn, anh em thấy cái dòng liên đấu top 1 không? Đó. Chung là tổng set đồ này cũng hơn 30 mơ anh em ơi. Cả ngựa cả đồ là hơn 30 triệu là cái chắc anh em, hơn 30 triệu là cái chắc luôn. Nói chung là thiên vương bang tầm này là gọi là thiên vương bang biết chơi, chịu chơi anh em, không phải đơn giản tìm được những thiên vương bang khủng server như thế này đâu. Quá khủng luôn. Rồi. Đó, chúng ta cùng xem nhẹ, theo anh ta giới thiệu thì anh ta đang đua top cá nhân tháng này. Được rồi, anh ta đang xếp hạng cá nhân. Đua top cá nhân được rồi, đang top cá nhân bao nhiêu này? Đang top 1 cá nhân với 167. Hiện tại thì đua top cá nhân còn đến khoảng hơn 10 ngày nữa được kết thúc nè. 10 ngày nữa kết thúc thì không biết anh ta có giữ được top 1 hay không. Thì chúng ta cùng chờ đón ở những cái lần tiếp theo để xem thử như thế nào, thì trên livestream Khải sẽ sâu nhẹ cho anh em xem kết thúc đua top thì anh ta có giữ được top 1 hay không nha. Rồi, anh em xem thì đừng quên ủng hộ cho Thần Trì Bá Vương một like và chia sẻ, cũng như ủng hộ video Di Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Đây là một thiên bang no 1 server luôn, khẳng định với anh em luôn. Thiên bang này thì không còn gì phải chơi anh em à. Anh ta sở hữu một cái dòng liên đấu top 1 tháng vừa rồi, đồ đạc khá là ok, quá nhìn luôn. Đây là có thể chắc chắn anh em khẳng định là thiên bang no 1 server. Vậy nha, ok, đừng quên cho một like chia sẻ nha anh em ơi. Cảm ơn em xem video rất nhiều. Thần Trì Bá Vương quá chắc luôn.